Ca trù hay còn được gọi là hát ả đào, loại hình nghệ thuật này thịnh hành từ khoảng thế kỷ thứ 15 và phổ biến trong đời sống sinh hoạt cộng đồng của cư dân miền Bắc. Đây là một loại nghệ thuật bác học với ca từ diễn xướng phức tạp, sự phối hợp thể hiện cũng có nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Chính vì vậy, việc giữ gìn và phát triển là không dễ. Câu lạc bộ ca trù ở giáo phòng là một trong những mô hình điển hình không chỉ ở trên địa bàn tỉnh ta mà trên phạm vi cả nước. Thôn giáo phòng xưa còn được gọi là giáo phường. Vào thời kỳ hưng thịnh nhất, thôn có đến 14-15 kép hát. Ca trù đã giúp cộng đồng nhân dân trong thôn xã thêm gắn bó. Đây không chỉ là một thú vui đơn thuần với không ít người dân giáo phòng hồi đó. Ca trù còn là một nghề kiếm sống. Chính vì vậy mà đền thờ vẫn còn lưu giữ được những sắc phong của các triều đại. Cái ca trù giáo phòng từ xa xưa tổ tiên chúng tôi đã có từ rất lâu, hàng bao nhiêu đời nay chúng tôi cũng, đến nay mà nói là chưa có một cái tài liệu nào để mà xác định được rằng là có từ bao giờ. Thế cách đây từ trước năm 45 trở về trước thì dòng họ Nguyễn chúng tôi ở thôn giáo phòng này đấy thì đại loại là sống bằng nghề hát ca trù, sống bằng nghề hát ca trù. Lý do là ông nội tôi đấy là chúng tôi được biết, mà nghe ông anh tôi tức là ông Kép này đấy cũng được biết đấy, là ông cụ trùm cái ca trù của cái vùng này. Thế thì chúng tôi là có cái nghề ưu việt là có cái nghề tế hát thờ cửa đình, chủ yếu giáo phòng là cái nghề tế hát thờ cửa đình là đặc điểm. Thế cho nên là thí dụ những cái tổng xuân cầu, đồng than, thế rồi thì là đại hạnh, thế rồi thì là các cái như là Vĩnh Khúc đây là các cụ đăng cai để hát thường xuyên trong các cái đình đám, trên các cụ là sống bằng cái nghề như thế. Với thời gian, nghề hát ca trù cũng dần mai một cùng các ca nương kép đàn danh tiếng trong thôn. Những người như ông Ấn, ông Hồ, bà Độ còn lại đều đã cao tuổi. Mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời, nhưng lòng nhiệt huyết, sự hoài niệm về một nghề truyền thống của thôn đã khiến các ông bà quyết tâm thành lập câu lạc bộ ca trù nhằm lưu giữ, truyền lửa, truyền nghề cho các thế hệ con cháu tiếp theo. Thank you.
phải lấy từ cái câu lạc bộ người cao tuổi. Xong anh em chúng tôi mới thống nhất chuyển dạng luôn ca trù vào. Thì thế thì cái tâm đắc luôn ca trù vào được. Thì ở đây là có hai ông cháu ngoại, bà cháu ngoại là đào kép ngày xưa. Thì công lại nhất tâm cụm cộng đồng của chúng tôi. Thế là phối hợp tôi, ông Ấn, bà Độ, bà Bốn, bà Nga. Đây là những người đầu tiên mà chúng tôi quyết tâm đấy. Thế ông Ấn này còn là người phải đi đón cái ông kép ấy. Tức là mưa trơn như đổ mỡ, nhưng mà rồi ngã sưng cả mày cả gối lên, rồi cũng phải đi đó. Bởi vì đây là quê hương ca chủ, mà ta muốn thực hiện cha làm thầy thì con phải làm thêm sách. Chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù giáo phòng, ông Nguyễn Hồng Ấn, là người có công đầu trong việc hình thành, duy trì và phát triển câu lạc bộ. Từ năm 1996, ông đã đi khắp nơi trong và ngoài tỉnh để tìm những ca nương, kép đàn và sưu tầm những điệu hát một thời của thôn. Tự bỏ tiền túi, cơm nắm, đạp xe lên tận Đông Anh, Hà Nội, hay sang Ngãi Cầu, Hà Tây cũ, hoặc xuôi xuống Thanh Tương, Hà Bắc, mặc cho thời tiết nắng hay mưa. Tốt thì thay là trên quê cháu cũng có. Ừ. Vâng, cũng được như thế này. Ừ. Đình đám ấy là thường là hay mời các cô đến hát để phục vụ tất cả các đình đám ở đỉnh cái vùng này đấy. Vâng đấy. Vâng đấy. Vâng. Như là cái bài mà hồng tuyết tuyết vừa rồi ấy mà. Vâng đấy. Là mình đi mình cũng. Hồng tuyết tuyết đã mới ngày nào, mới ngày nào còn chưa biết cái chi. Sau 4 năm ấp ủ, câu lạc bộ ca trù giáo phòng được thành lập, lúc đầu chỉ với 5 thành viên. Ngoài những làn điệu quen thuộc thường gặp trong hát ca trù, thì giờ đây ca trù giáo phòng vẫn giữ cho mình những nét riêng, đó là những làn điệu viết về chính quang cảnh và con người nơi đây. Không thể không nhắc đến khúc tế hát thờ cửa đình. Đây là một khúc tế hát trang nghiêm, thường được dùng trong các dịp lễ Tết, hội hè hoặc khánh thành đình chùa miếu mạo. Khúc tế hát gồm 11 điệu, yêu cầu sự phối hợp ăn khớp nhịp nhàng giữa các thành viên về cả ca từ và cách thể hiện. Sau hơn 10 năm thành lập, với những công sức của ông Ấn và các hội viên bỏ ra đã kết trái, các ca nương kép đàn trong câu lạc bộ đã có thể biểu diễn thành thục 16 điệu hát khác nhau. Không chỉ được người nghe yêu thích mà nhiều màn biểu diễn của câu lạc bộ đã giành được giải cao trong các hội thi của tỉnh và toàn quốc. Không chỉ gìn giữ những giá trị truyền thống của ca trù, câu lạc bộ ca trù giáo phòng đã và đang là cái nôi ươm mầm nhằm phát triển và lưu truyền loại hình nghệ thuật này cho những thế hệ tiếp theo. Bắt đầu từ việc truyền lửa, truyền lòng say mê ca trù cho chính con cháu trong nhà, rồi tìm ra những cháu nhỏ yêu thích và có năng khiếu trong thôn xã, thuyết phục gia đình, các cháu, sau đó tổ chức thời gian đào tạo. Tính đến nay, câu lạc bộ đã đào tạo được 2 lớp với 8 ca nương, 2 kép đàn và 1 quan viên. Trong đó có những học trò đã mang lại vinh quang cho câu lạc bộ, như trường hợp của cô học trò Nguyễn Mai Ly. Từ nhỏ, Nguyễn Mai Ly đã được làm quen với các điệu ca trù qua tiếng đàn của ông nội. Ca trù đã ngấm dần và trở thành niềm yêu thích. Mai Ly có năng khiếu và lòng say mê với một loại hình ca hát mà ít người mặn mà. Các thành viên trong câu lạc bộ đã dồn tâm sức
uốn nắn cho em từ cách đánh phách sao cho giòn đến cách lấy hơi nhả chữ. Mặc áo này vào là phải biết là đào lương rồi. Em muốn nối tiếp truyền thống của cha ông xưa để lại ạ. Và nhất là ông nội em muốn nối nghề của ông nội là hát ca trù ạ. Dạ em thích ạ, em rất là đam mê nghề hát ca trù. Thế lạc lõng được không mọi người? Dạ lạc lõng thì có, cũng hơi lạc lõng đấy ạ. Nhưng mà vì đam mê thì những cái lạc lõng ý đối với em không thành vấn đề. Nhờ sự cố gắng của cá nhân cũng như sự giúp đỡ của câu lạc bộ, Nguyễn Mai Ly đã giành được một huy chương bạc tại Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2007 khi chưa đầy 11 tuổi. Chia tay câu lạc bộ ca trù giáo phòng, những người làm phóng sự này hy vọng rồi đây những ca nương kép đàn như Mai Ly sẽ là những người kế tục và giữ gìn tiếng hát ca trù, một di sản văn hóa phi vật thể đã được thế giới công nhận.